FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Atalanta và câu lạc bộ Venezia. Đây là trận đấu thuộc vòng 15 giải vô địch quốc gia Italia Serie A và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12. Và ở trận đấu này, Atalanta sẽ tiếp đón Venezia trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì chủ nhà Atalanta sẽ chấp Venezia với mức kèo 2 trái. Mức kèo cũng có thể tăng 2,25 và hạ xuống còn 1,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video sau đây kìa nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Venezia và Atalanta thì Atalanta thắng 2, hòa 2, thua 1 trước Venezia. 5 trận thi đấu gần nhất của Atalanta thì họ thắng 3 và hòa 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Venezia thì họ thắng 2, hòa 1, thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược chủ nhà Atalanta trong này. Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá cao, nhưng mà xét về thực lực ở hiện tại thì Atalanta vẫn này được đánh giá là nhỉnh hơn Venezia về mọi mặt. Thứ hai, trận đấu này Atalanta có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì Atalanta họ cũng này khá là vượt trội hơn so với Venezia. Mặc dù là 5 lần chạm trán đó có hai đội thì thường là từ 2 bàn thắng trở xuống mà thôi, nhưng mà với cái phong độ hiện tại của Atalanta và chiều sâu đội hình ở mùa giải năm nay cải thiện rất là đáng kể thì mình dự đoán trận đấu này sẽ là một chiến thắng đậm dành cho Atalanta. Cho nên bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cược chủ nhà Atalanta chấp hai trái trận này. Và cái mức tài xỉu của trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì như mình cũng đã nói rồi, trận đấu này có thể là Atalanta sẽ thắng đậm được Venezia. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-0 hoặc là 4-0 nghiêng về cho Atalanta. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa tài trong này. Trận đấu này mình dự đoán nó sẽ khác hoàn toàn so với 5 trận chạm trán thi đấu của hai đội. Cũng không loại trừ khả năng là Venezia với phong độ cũng đang khá là ổn định thì sẽ có bàn thắng vào lưới của Atalanta nữa. Và mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là 0,75, tài xỉu là 1,5. Thì hiệp 1 các bạn hãy là đá Atalanta và các bạn đá tài 1,5. Mình dự đoán hiệp 1 2-0 nghiêng về cho Atalanta hoặc là 2-1. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Atalanta đá tài hay một cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đồng hành của mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.